Sáng ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk, gian cảnh trộm cắp chuyên nghiệp. Đó là Lê Ngọc Hùng, 40 tuổi, trú tại phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, và Lý Kim Sanh, 48 tuổi, trú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo kết quả điều tra, ngày 8 tháng 10, cả hai đón xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Buôn Ma Thuột để tìm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 10, hai người bàn bạc vào siêu thị Go trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện hành vi. Lúc này, Hùng lấy một chiếc xe đẩy của siêu thị và lấy một vài món đồ bỏ vào xe để ngụy trang. Khi đến khu vực bán quần áo, hai đối tượng phát hiện trên chiếc xe đẩy của một người phụ nữ có để một chiếc ví. Lúc này, Sanh đi trước thò tay lấy chiếc ví, rồi bỏ vào chiếc xe do Hùng đang đẩy, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lục lại trong ví, hai đối tượng lấy cắp được gần 4 triệu đồng và một chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo. Sau đó, cả hai đón xe khách về lại thành phố Hồ Chí Minh, bán chiếc điện thoại. Trừ chi phí ăn uống, vé xe, cả hai chia nhau mỗi người được 2 triệu đồng. Đến sáng ngày 16 tháng 10, hai đối tượng tiếp tục đón xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk vào siêu thị Go để gian cảnh trộm cắp thì bị công an phường Thành Nhất bắt giữ, bàn giao cho công an thành phố Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Hùng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hai đối tượng này theo quy định của pháp luật.